Quyển 76 thứ 15 Bồ Tát Địa phần 5. Lại nữa, này thuyết tướng tâm ý thức nên biết như trong kinh giải thâm mật. Quảng Tuệ Bồ Tát thỉnh hỏi Phật: Như thế Thế Tôn thuyết Bồ Tát khéo léo nơi tâm ý thức bí mật, ngàng đầu gọi là Bồ Tát khéo léo nơi tâm ý thức bí mật. Ngàng đầu Như Lai thì thiết kia là Bồ Tát khéo léo nơi tâm ý thức bí mật. Bấy giờ Thế Tôn bảo Quảng Tuệ Bồ Tát rằng: lành thay Quảng Tuệ. Ông này khéo hỏi Như Lai thầm nghĩa như vậy. Ông này vì muốn lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, thương xót thế gian cùng tất cả trời người Atula thầy. Vì muốn khiến kia thành tựu nghĩa lợi ích an lạc nên phát lời hỏi kia. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông thuyết nghĩa tâm ý thức bí mật. Quảng Tuệ nên biết hữu tình kia sanh tử lưu chuyển trong sáu đường, đọa trong các loài hữu tình khác nhau, hoặc noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc hóa sanh, hoặc thấp sanh, mà sanh khỏi thân phận. Ở trong tối sơ, tất cả chủng tử tâm ý thức thành thục, chuyển hòa hợp, tăng trưởng rộng lớn, nương hai chấp thọ. Một là chấp thọ các căn hữu sắc và sở y, hai là chấp thọ tập khí tướng danh phân biệt ngôn thuyết hí luận. Trong hữu sắc giới đủ cả hai chấp thọ, trong vô sắc giới không đủ hai chủng. Quảng Tuệ, thức đây cũng gọi là A Đà Na thức, vì cớ sao? Do thức đây đuổi theo chấp giữ nơi thân cũng gọi là A Lại Gia thức, vì cớ sao? Do thức đây ở nơi thân nhiếp thọ ẩn tàng, đồng chung nghĩa an ổn nguy hạn cũng gọi là tâm, vì cớ sao? Do thức đây mà sắc thanh hương vị xúc tích tập nuôi dưỡng phát triển. Quảng Tuệ, A Đà Na thức làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập khiến sáu thức thuần chuyển, đó là nhãn thức và nhĩ tý thiệt thân ý thức. Trong đây có thức, nhãn và sắc làm duyên sanh nhãn thức, đồng tùy hành, đồng thời đồng cảnh với nhãn thức có ý thức phân biệt chuyển. Có thức nhĩ tý thiệt thân và thanh hương vị xúc làm duyên sanh nhĩ tý thiệt thân thức. Đồng tùy hành, đồng thời đồng cảnh với nhĩ tý thiệt thân thức có ý thức phân biệt chuyển. Quảng Tuệ, nếu bấy giờ một nhãn thức chuyển, tức lúc ấy chỉ có một ý thức phân biệt đồng hành chuyển cùng nhãn thức. Nếu lúc bấy giờ 2, 3, 4, 5 các thức thần chuyển, tức lúc ấy chỉ có một ý thức phân biệt đồng hành chuyển cùng 5 thức thần. Quảng Tuệ, như nước lớn chảy mạnh, nếu hiện tiền duyên sanh một sóng, tức chỉ một sóng chuyển. Nếu hiện tiền duyên sanh hai hoặc nhiều sóng, tức nhiều sóng chuyển. Nhưng bản chất nước lớn luôn chảy không dứt không tận, lại như mặt gương sáng sạch. Nếu hiện tiền duyên sanh một ảnh, tức chỉ có một ảnh hiện. Nếu hiện tại duyên sanh hai hoặc nhiều ảnh, tức có hai hay nhiều ảnh hiện. Chẳng phải mặt gương đầy chuyển biến làm thành nhiều ảnh, cũng không thọ dụng, việc diệt tận khá có thể được. Như vậy Quảng Tuệ, do A Đà Na thức như dòng nước chảy làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập, nếu lúc bấy giờ hiện tiền duyên sanh một nhãn thức, tức lúc ấy có một nhãn thức chuyển. Nếu lúc bấy giờ hiện tiền duyên sanh năm thức thân, tức lúc ấy có năm thức thân chuyển. Quảng Tuệ, như vậy Bồ Tát do trụ pháp trí làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập, cho nên được khéo léo nơi tâm ý thức bí mật. Nhưng trường Như Lai càng đây chưa thi thiết Bồ Tát kia là khéo léo nơi tất cả tâm ý thức bí mật. Quảng Tuệ, nếu chư Bồ Tát bên trong mỗi mỗi riêng khác như vậy, như thật chẳng thấy A Đà Na, chẳng thấy A Đà Na thức, chẳng thấy A Lại Gia, chẳng thấy A Lại Gia thức, chẳng thấy tích tập, chẳng thấy tâm, chẳng thấy nhãn, sắc cùng nhãn thức, chẳng thấy nhĩ thanh cùng nhĩ thức, chẳng thấy tỷ hương cùng tỷ thức, chẳng thấy thiệt vị cùng thiệt thức, chẳng thấy thân xúc cùng thân thức, chẳng thấy ý pháp cùng ý thức. Đây gọi là thắng nghĩa Bồ Tát khéo léo. Như Lai thì thiết kia là thắng nghĩa Bồ Tát khéo léo. Quảng Tuệ, ngàn đây gọi là Bồ Tát khéo léo nơi tất cả tâm ý thức bí mật. Như Lai ngàn đây thì thiết Bồ Tát kia khéo léo nơi tất cả tâm ý thức bí mật. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa đây mà thuyết kệ rằng: A Đà Na thức sâu tinh tế, tất cả chủng tử như dòng lũ, ta đối ngu phu chẳng khai diễn, sợ kia phân biệt chấp làm ngã. Lại nữa, nay thuyết tướng tất cả pháp nên biết như trong kinh giải thâm mật, Đức Bổn Bồ Tát thỉnh hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn thuyết Bồ Tát khéo léo nơi tướng các pháp, ngàng đầu gọi là Bồ Tát khéo léo nơi tướng các pháp, Như Lai ngàng đầu thì thuyết Bồ Tát kia khéo léo nơi tướng các pháp. Bấy giờ Thế Tôn bảo Đức Bổn Bồ Tát rằng: Lành thay Đức Bổn,
Ông này năng hỏi Như Lai thầm nghĩ như vậy. Ông này vì muốn lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, thương xót thế gian cùng trời người Atula, vì khiến kia thành tựu nghĩa lợi ích an lạc, nên phát lời hỏi kia. Ông hãy lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông thuyết tướng các pháp. Tướng các pháp lược có ba chủng. Những gì là ba? Một là tướng biến kế sở chấp, hai là tướng y tha khởi, ba là tướng viên thành thật. Sao gọi là tướng các pháp biến kế sở chấp? Tức là giả an lập tự tánh sai biệt của tất cả pháp, cho đến theo đó tùy khởi ngôn thuyết. Sao gọi là tướng các pháp y tha khởi? Tức là tự tánh tất cả pháp duyên sanh, vì đây có cho nên kia có, vì đây sanh cho nên kia sanh, đó là vô minh duyên hành cho đến triệu tập thuần đại khổ uẩn. Sao gọi là tướng các pháp viên thành thật? Tức là tất cả pháp chân như bình đẳng, và nơi chân như đây, chúng chư Bồ Tát vì tinh tấn dõng mãnh làm nhân duyên, như lý tác ý, tư duy không điên đảo, vì lấy đó làm nhân duyên, bèn năng thông đạt. Đã thông đạt như vậy, dần dần tu tập cho đến vô thượng Bồ Đề mới chứng đắc viên mãn. Đức bổn, như người đau mắt bị bệnh hoa mắt, trong tình trạng quá hoạn hoa mắt ấy, thì tướng biến kế sở chấp nên biết cũng vậy. Như người đau mắt có các tướng mắt hoa, hoặc thấy tóc lông chuyển động, lại hoặc thấy ong ruồi lớn hơn, hoặc lại tướng xanh vàng đỏ trắng hiện tiền sai khác, thì tướng y tha khởi nên biết cũng vậy. Như người mắt trong sạch không bệnh, ra lìa tình trạng quá hoạn hoa mắt, được bản tánh mắt sạch tịnh, cảnh giới sở hành không lạ, thì tướng viên thành thật nên biết cũng vậy. Đức bổn thì như báu, phả chi ca trong sáng tùy màu, nếu để cùng và bị nhiễm bởi sắc xanh thì giống như báu mani xanh, hữu tình bị hoặc loạn bởi tà chấp thủ cho đấy là thật báu mani xanh, nếu để cùng và bị nhiễm bởi sắc đỏ thì giống như báu mani hổ phách, hữu tình bị hoặc loạn bởi tà chấp thủ cho là thật báu mani hổ phách, nếu để cùng và bị nhiễm bởi tạp sắc thì giống như báu mani mạt la yết đa, hữu tình bị hoặc loạn bởi tà chấp thủ cho đấy là thật mani mạt la yết đa, nếu để cùng và bị nhiễm bởi sắc vàng thì giống như sắc báu, sắc vàng của báu chân kim hữu tình bị hoặc lạ bởi tà chấp thủ cho đấy là thật báu chân kim. Như vậy đức bổn như báu phả chi ca trong sáng, trên chỗ có nhiễm sắc tương ưng thì tướng y tha khởi, trên tướng biến kế sở chấp vô thuyết tập khí nên biết cũng vậy. Như báu phả chi ca trong sạch, trên chỗ có tà chấp xanh hổ phách mạt la yết đa chân kim kia thì tướng y tha khởi, trên chỗ chấp tướng biến kế sở chấp cũng vậy. Như báu phải chê ca trong sạch, tướng y tha khởi nên biết cũng vậy. Như phải chê ca trong sạch, trên chỗ có tướng xanh hổ phách mạt na yết đa chân kim ở hằng hằng thời, ở thường thường thời, tánh vô tự tánh không có chân thật, tức tướng y tha khởi trên do tướng biến kế sở chấp, ở hằng hằng thời, ở thường thường thời, tánh vô tự tánh không có chân thật, tướng viên thành thật nên biết cũng vậy. Đức bổn vì tướng tương ưng danh lấy làm duyên mà năng rõ biết tướng biến kế sở chấp, vì tướng y tha khởi trên chỗ chấp tướng biến kế sở chấp lấy làm duyên mà năng rõ biết tướng y tha khởi, tướng y tha khởi trên chỗ không chấp tướng biến kế sở chấp lấy làm duyên mà năng rõ biết tướng viên thành thật. Đức bổn nếu chư Bồ Tát năng ở nơi tướng các pháp y tha khởi trên, như thật rõ biết tướng biến kế sở chấp, tức năng như thật rõ biết tất cả pháp vô tướng. Nếu chư Bồ Tát như thật rõ biết tướng y tha khởi, tức năng như thật rõ biết tướng tất cả pháp tạp nhiễm. Nếu chư Bồ Tát như thật rõ biết tướng viên thành thật, tức năng như thật rõ biết tướng tất cả pháp thành tịnh. Đức bổn nếu chư Bồ Tát năng ở nơi tướng y tha khởi trên, như thật rõ biết pháp vô tướng, tức năng đoạn diệt pháp tướng tạp nhiễm. Nếu năng đoạn diệt pháp tướng tạp nhiễm, tức năng chứng được pháp tướng thành tịnh. Như vậy đức bổn do chư Bồ Tát như thật rõ biết tướng biến kế sở chấp, tướng y tha khởi và tướng viên thành thật, nên như thật rõ biết các pháp vô tướng, pháp tướng tạp nhiễm, pháp tướng thành tịnh. Như thật rõ biết pháp vô tướng, tức năng đoạn diệt tất cả pháp tướng tạp nhiễm, vì năng đoạn diệt pháp tướng tạp nhiễm nên chứng đắc tất cả pháp tướng thành tịnh. Ngàng đầy gọi là Bồ Tát khéo léo ở nơi tướng các pháp. Như lại ngàng đầy thì thế Bồ Tát kia là khéo léo nơi tướng các pháp. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa đây mà thuyết kệ rằng: nếu không rõ biết pháp vô tướng, chẳng năng đoạn pháp tướng tạp nhiễm, vì chẳng đoạn pháp tướng tạp nhiễm,
hoại chứng pháp tướng tịnh vi diệu, chẳng quán các hành chúng quá thất, lỗi lầm phóng dật hại chúng sanh, giải đãi trong pháp trụ pháp động, chẳng biết mất hoại đáng thương xót. Lại nữa, này thuyết tướng các pháp vô tự tánh, nên biết như trong kinh giải thầm mật Thắng Nghĩa Sanh Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi từng ở riêng tĩnh xứ, tâm sanh tầm tư như vậy. Thế Tôn dùng vô lượng môn, từng thuyết các uẩn sở hữu tự tướng, tướng sanh tướng diệt vĩnh viễn đoạn biến tri. Như thuyết về các uẩn thì các xứ duyên khởi các thực cũng vậy. Dùng vô lượng môn, từng thuyết các đế sở hữu tự tướng, vĩnh viễn đoạn biến tri tu tập tác chứng. Dùng vô lượng môn, từng thuyết các giới sở hữu tự tướng, chẳng phải một giới tánh mà trùng trùng giới tánh vĩnh viễn đoạn biến tri. Dùng vô lượng môn, từng thuyết niệm trụ sở hữu tự tướng, năng trị sở trị, cùng với tu tập chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ kiên cố, càng thêm tu tập tăng trưởng rộng lớn, chẳng cho quên mất. Như thuyết về niệm trụ thì thuyết về chánh đoạn thần túc, căn lực giác trì cũng là như thế. Dùng vô lượng môn, từng thuyết tám thánh đạo trì sở hữu tự tướng, năng trị sở trị, cùng với đã tu tập chưa sanh khiến sanh, đã sanh trụ kiên cố chẳng quên mất, càng thêm tu tập tăng trưởng rộng lớn. Thế Tôn lại thuyết tất cả các pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Thế Tôn nương đầu mật ý tác thuyết chi tiết tất cả các pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn như thế. Tôi nay thỉnh hỏi Như Lai nghĩa ấy, duy nguyện Như Lai hải mẫn giải thích chỗ có mật ý thuyết tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thắng Nghĩa Sanh Bồ Tát rằng: lành thay Thắng Nghĩa Sanh, ông như lý tầm tư rất sâu, lành thay thiện nam tử, ông này đang thỉnh hỏi Như Lai thầm nghĩa như vậy. Ông này vì muốn lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, thương xót thế gian trời người Atula thầy, vì muốn kia thu được nghĩa lợi ích an lạc nên phát lời hỏi đây. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông giải thích chỗ mật ý thuyết tất cả các pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Thắng Nghĩa Sanh, nên biết ta nương ba chủng tánh vô tự tánh mà mật ý thuyết rằng tất cả các pháp đều vô tự tánh, đó là tướng tánh vô tự tánh, sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Thiện nam tử, sao gọi là tướng các pháp tánh vô tự tánh, chỗ gọi là tướng các pháp biến kế sở chấp? Vì cớ sao? Đây do giả danh mà an lập là tướng, chẳng phải do tự tướng mà an lập là tướng, cho nên thuyết là tướng tánh vô tự tánh. Sao gọi là sanh các pháp tánh vô tự tánh, chỗ gọi là tướng các pháp y tha khỏi? Vì cớ sao? Đây do nương lực của duyên khác nên có, chẳng phải tự nhiên có, cho nên thuyết là sanh tánh vô tự tánh. Sao gọi là thắm nghĩa các pháp tánh vô tự tánh, chỗ gọi là các pháp do sanh tánh vô tự tánh mà thuyết thắm nghĩa tánh vô tự tánh? Tức pháp duyên sanh cũng gọi là thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Vì cớ sao? Ở trong các pháp, nếu là sở duyên cảnh giới thanh tịnh, ta hiển thị kia lấy đây dùng làm thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Tướng y tha khởi chẳng phải là sở duyên cảnh giới thanh tịnh, cho nên cũng thuyết là thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Lại có tướng các pháp viên thành thật cũng gọi là thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Vì cớ sao? Tất cả pháp, tánh pháp vô ngã gọi là thắng nghĩa, cũng được gọi là tánh vô tự tánh. Lấy đây là thắng nghĩa đế các pháp, chỗ hiển của tánh vô tự tánh do nhân duyên đầy, gọi là thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Thiện nam tử, thì như tướng hoa đốm giữa hư không, tánh vô tự tánh nên biết cũng vậy. Như tượng huyễn sanh tánh vô tự tánh nên biết cũng vậy. Một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh nên biết cũng vậy. Thí như hư không chỉ là chỗ hiển sắc tánh không khắp tất cả xứ, một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh nên biết cũng vậy, cho nên cũng là chỗ hiền của pháp tánh vô ngã khắp tất cả xứ. Thiện nam tử, ta nương ba chủng tánh vô tự tánh như vậy, mật ý thuyết lại tất cả các pháp đều vô tự tánh, thắng nghĩa sanh, nên biết ta nương tướng tánh vô tự tánh mật ý thuyết lại tất cả các pháp vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Vì cớ sao? Nếu tự tướng pháp đều vô sở hữu thì không có sanh, nếu không có sanh thì không có diệt, nếu không sanh không diệt thì bản lai tịch tĩnh, nếu bản lai tịch tĩnh thì tự tánh niết bàn. Ở trong đều không có chút phần sở hữu nào khác khiến kia bát niết bàn, cho nên ta nương tướng tánh vô tự tánh mật ý thuyết lời tất cả pháp vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Thiện nam tử, ta cũng nương pháp tánh vô ngã, chỗ hiển thắng nghĩa tánh vô tự tánh mật ý thuyết lời
tất cả các pháp vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Vì cớ sao? Pháp tánh vô ngã, chỗ hiển thắng nghĩa tánh vô tự tánh, tức ở hằng hằng thời, tức ở thường thường thời, pháp tánh các pháp an trụ vô vi, chẳng tương ưng cùng tất cả tạp nhiễm, ở hằng hằng thời, ở thường thường thời, pháp tánh các pháp an trụ nên vô vi, do vô vi nên vô sanh vô diệt, chẳng tương ưng cùng tất cả tạp nhiễm, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Cho nên ta nhờ pháp tánh vô ngã, chỗ hiển thắng nghĩa tánh vô tự tánh, mật ý thuyết lời, tất cả các pháp vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Thắng nghĩa sanh chẳng phải do trong các loại hữu tình của hữu tình giới, riêng quán tự tánh biên kế sở chấp cho là tự tánh, cũng chẳng phải do trong kia riêng quán tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật cho là tự tánh mà ta lập ba chủng tánh vô tự tánh, nhưng bởi hữu tình kia ở nơi tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật mà lại tăng ích cho tự tánh biên kế sở chấp, nên ta lập ba chủng tánh vô tự tánh do tướng tự tánh biên kế sở chấp. Các hữu tình kia ở trong tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật như như tùy khởi ngôn thuyết, như vậy tùy khởi ngôn thuyết. Do ngôn thuyết huân tập tâm, hoặc do ngôn thuyết tùy giác, hoặc do ngôn thuyết tùy miên, do ở trong tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật, chấp trước, tướng tự tánh biên kế sở chấp, như như chấp trước, như vậy ở nơi tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật, trên sự chấp trước tự tánh biên kế sở chấp, do nhân duyên đầy, đời đương lai tự tánh y tha khởi sanh, do nhân duyên đầy, hoặc là bị nhiễm bởi phiền não tạp nhiễm, hoặc là bị nhiễm bởi nghiệp tạp nhiễm, hoặc là bị nhiễm bởi sanh tạp nhiễm, trường thời ở trong sanh tử, trường thời lưu chuyển tấn tốc không tạm dừng, hoặc ở địa ngục, hoặc ở bảng sanh, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở trên trời, hoặc ở Atula, hoặc ở trong người thọ các khổ não. Thắng nghĩa sanh, nếu các hữu tình từ xưa đến nay chưa trọng thiện căn, chưa thành tịnh chướng, chưa thành thục tương tục, chưa nhiều tu thắng dài, chưa năng tích tập hai chủng tư lương phước đức và trí tuệ, ta vì kia nên nương sanh tánh vô tự tánh mà tuyển thuyết các pháp. Kẻ kia nghe đây rồi, khéo ở trong tất cả duyên sanh hành, theo đó hiểu rõ, không thường không hằng là pháp biến hoại không an ổn. Ở tất cả hành tâm sanh hãi sợ khỏi sâu yểm họa, do đây ngăn phòng dừng dứt các ác, ở các pháp ác chẳng năng tạo tác, ở các pháp thiện siêng năng tu tập. Vì huân tập nhân thiện chưa trồng thiện căn, thì năng trồng chưa thành tịnh chướng năng khiến thành tịnh, chưa thành thục tương tục năng khiến thành thục. Do nhân duyên đây từ nhiều tháng dài cũng nhiều tích tập hai chủng tư lương phước đức và trí tuệ. Hữu tình kia tuy trồng các thiện căn cho đến tích tập hai chủng tư lương phước đức và trí tuệ như vậy, nhưng ở trong sanh tánh vô tự tánh chưa năng rõ biết như thật hai chủng là tướng tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Ở nơi các hành chưa năng tránh nhàm chán, chưa tránh ly dục, chưa tránh giải thoát, chưa tránh giải thoát khắp phiền não tạp nhiễm, chưa giải thoát khắp các nghiệp tạp nhiễm, chưa giải thoát khắp các sanh tạp nhiễm, như lai lại vì kia thuyết pháp yếu, đó là tướng tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Vì muốn khiến kia ở nơi tất cả hành năng tránh nhàm chán, vì muốn khiến kia tránh ly dục, vì muốn khiến kia tránh giải thoát, vì muốn khiến kia tránh vượt qua tất cả phiền não tạp nhiễm, vì muốn khiến kia vượt qua tất cả nghiệp tạp nhiễm, vì muốn khiến kia vượt qua tất cả sanh tạp nhiễm, hữu tình kia nghe thuyết pháp như vậy rồi, ở trong sanh tánh vô tự tánh năng tránh tin hiểu tưởng tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh, tư duy chọn lựa như thật thông đạt, trong tự tánh y tha khởi chẳng năng chấp trước tướng tự tánh biến kế sở chấp, vị trí chẳng do ngôn thuyết huân tập, vị trí chẳng do ngôn thuyết tùy giác, và vị trí liền ngôn thuyết tùy miên nên năng diệt tướng y tha khởi. Ở trong hiện pháp do lực giữ gìn nhậu vận của trí đây, năng vĩnh viễn đoạn diệt nhân đời vị lai. Do nhân duyên đây ở tất cả hành năng tránh yểm họa, năng tránh ly dục, năng tránh giải thoát, năng giải thoát khắp ba chủng tạp nhiễm là phiền não, nghiệp và sanh. Thắng nghĩa sanh, các hữu tình chủng tánh thành phần thừa cũng do đạo lý đây, dấu tích hành đây nên chứng đắc vô thượng an ẩn niết bàn. Các hữu tình chủng tánh độc giác thừa, các hữu tình chủng tánh như lai thừa cũng do đạo lý dấu tích hành đây nên chứng đắc vô thượng an ẩn niết bàn. Tất cả thành phần độc giác Bồ Tát đều cùng một đạo vi diệu thành tịnh đây, đều cùng một cứu cánh thành tịnh đây, lại không có điều thứ hai. Ta nương đây nên mật ý thuyết duy trì nhất thừa, chẳng phải ở trong tất cả hữu tình giới không có chủng tánh hữu tình, chủng chủng sai biệt,
hoặc tánh độn căn, hoặc tánh trùng căn, hoặc tánh lợi căn. Thiện nam tử, nếu bổ đặc giả là trùng tánh thành văn, một hướng hướng đến tịch tĩnh, tùy mong chư Phật phương tiện giáo hóa dẫn dắt, thi thiết trùng trùng gia hạnh dũng mãnh, chọn không thể khiến sẽ ngồi đạo tràng, chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Vì kia bản lai chỉ có trùng tánh hạ liệt, vì một hướng từ bi mỏng yếu, vì một hướng hãi sợ các khổ. Do kia một hướng từ bi mỏng yếu nên một hướng trái bỏ việc lợi ích chúng sanh. Do kia một hướng hãi sợ các khổ nên một hướng trái bỏ phát khởi tạo tác các hành. Ta chọn chẳng thuyết kẻ một hướng trái bỏ việc lợi ích chúng sanh, kẻ một hướng trái bỏ phát khởi tạo tác các hành sẽ ngồi đạo tràng, năng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên nói kia danh là thanh văn một hướng hướng đến tịch tĩnh. Nếu bồ đặc giả là trùng tánh thành văn hồi hướng bồ đề, ta cũng nói dị môn kia là bồ tát. Vì cớ sao? Vì kia đã tự giải thoát khỏi phiền não chướng, nếu mong trừ Phật lúc giác ngộ, tâm sẽ giải thoát khỏi sở trì chướng, việc đây khá có thể được. Do kia ban đầu vì tự lợi ích mà tu hành gia hạnh giải thoát phiền não chướng, cho nên Như Lai thi thiết kia là chủng tánh thành văn thắng nghĩa sanh. Như vậy ở trong phát thiện thuyết tỉ lại ra và trong sở thuyết giáo phát thiện với ý lạc tối cực thanh tịnh mà ta đã chế lập, có các loại hữu tình với chủ chủng ý hiểu sai biệt khả đắc. Thiện nam tử, Như Lai chỉ nương ba chủng tánh vô tự tánh như vậy, do mật ý sâu xa đối với chỗ tuyên thuyết kinh bất liễu nghĩa, dùng tướng ẩn mật thuyết các pháp yếu. Tức là tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn. Đối trong kinh đây, nếu các hữu tình đã trồng thiện căn phẩm thượng, đã thành tịnh các chướng, đã thành thục tương tục, đã nhiều tu thắng giải, đã năng tích tập từ lường phước đức trí tuệ phẩm thượng, kia lắng nghe pháp như vậy rồi, ở nơi nguồn thuyết mật ý thậm thầm của ta như thật hiểu rõ, ở nơi pháp như vậy thầm sanh tìm hiểu, ở nơi nghĩa như vậy dùng tuệ như thật thông đạt không điên đảo. Vì hương thông đạt đây nên khéo tu tập nhanh chóng năng chứng tối cực cứu cánh, cũng ở chỗ ta thầm sanh tịnh tín tự biết. Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện chánh đẳng giác nơi tất cả pháp. Nếu các hữu tình đã trồng thiện căn phẩm thượng, đã thanh tịnh các chướng, đã thành thục tương tục, đã nhiều tu thắng giải nhưng chưa thể tích tập từ lường phước đức trí tại phẩm thượng, mà tánh người kia chất trực, thuộc lại chất trực, tuy không có năng lực tu trạch trong việc phế bỏ hay an lập, mà chẳng an trụ trong tự kiến thủ. Nếu kia lắng nghe pháp như vậy rồi, đối với ngôn thuyết thậm thâm bí mật của ta, tuy không đủ năng lực như thật hiểu rõ, nhưng đối với pháp đây, năng sanh thắng giải, phát sanh tịnh tín, tin kinh điển này thật do Như Lai thuyết, thật là kỳ lạ thẳm sâu, hiển hiện thẳm sâu, tương ương tánh không, khó thấy khó ngộ, chẳng thể tầm tư, chẳng phải sở hành cảnh giới vi tế của người hành tầm tư, cũng chẳng phải chỗ hiểu biết thông tường sâu sắc của kẻ trí thông minh. Ở đây nghĩa thuyết trong kinh điển đây, tự khinh mình mà tác lời như vậy, chư Phật Bồ Đề thật là thẳm sâu, pháp tánh các pháp cũng rất thẳm sâu. Chỉ có Phật Như Lai khéo năng liễu đạt, chẳng phải chỗ chúng ta năng hiểu biết. Chư Phật Như Lai vì hữu tình kia chuyển dạy trùng trùng thắng giải chánh pháp. Người kia lại tác nghĩ, chư Phật Như Lai trí kiến vô biên, trí kiến chúng ta giống như giống trân châu. Đối với kinh điển đây, tuy năng cung kính vì người tuyên thuyết, biên chép hộ trì, tụng đọc lưu bố, ân trọng cúng dường, thọ tụng tập học, nhưng do chưa thể dụng tướng tu đó phát khởi gia hạnh, cho nên đối với ngôn từ sở thuyết mật ý thẳng sâu của ta chẳng thể thông đạt. Các hiếp tình kia do nhân duyên đây cũng năng tăng trưởng hai chủng tư lương phước đức trí tuệ, tương tục về sau người chưa thành thục cũng năng thành thục. Nếu các hữu tình nói rộng, cho đến chưa thể tích tập tư lương phước đức trí tuệ phẩm thượng, tánh chẳng phải chất trực, thuộc lại không chất trực, thì có năng lực tư trạch trong việc phế bỏ hay an lập, nhưng lại an trụ trong kiến thủ của mình. Kẻ kia nếu lắng nghe pháp như vậy rồi, đối với ngôn thuyết mật ý thẳm sâu của ta không đủ năng lực như thật hiểu rõ, tuy sanh tin hiệu ở nơi pháp như vậy, nhưng tùy theo lời mà chấp trước nghĩa, đó là tất cả pháp quyết định đều vô tự tánh, quyết định vô sanh vô diệt, quyết định bản lai tịch tĩnh, quyết định tự tánh niết bàn. Do nhân duyên đây, kia ở nơi tất cả pháp thu được kiến không và kiến vô tướng, bởi rơi vào kiến không kiến vô tướng nên phải bỏ tất cả tướng, đều là vô tướng, phỉ báng các pháp tướng biến kế sở chấp, tướng y tha khởi và tướng viên thành thật. Vì cớ sao? Do có tướng y tha khởi và tướng viên thành thật, mà tướng biến kế sở chấp mới khá có thể thi thiết. Nếu ở nơi tướng y tha khởi và tướng viên thành thật mà kiến là vô tướng,
Tức kia cũng phế bỏ tướng biến kế xả chấp, cho nên nói kia phỉ báng bác bỏ cả ba tướng. Từ nơi ngã phát khởi tưởng phát mà trong phi nghĩa khởi tưởng nghĩa, do nơi ngã phát khởi tưởng phát và trong do trong phi nghĩa khởi tưởng nghĩa nên trong phi pháp chấp giữ cho là pháp và trong phi nghĩa chấp giữ cho là nghĩa. Tuy kia đối với pháp khởi tìm hiểu tăng trưởng phước đức, nhưng ở nơi phi nghĩa khởi chấp trước nên thối mất trí tuệ, thối mất trí tuệ nên thối mất vô lượng thiện pháp rộng lớn. Lại có hữu tình lắng nghe theo kia, tức là ở nơi pháp cho là pháp, ở nơi phi nghĩa cho là nghĩa. Kẻ kia nếu theo kiến như vậy, liền ở nơi pháp khởi tưởng pháp, ở trong phi nghĩa khởi tưởng nghĩa, chấp pháp cho là pháp, phi nghĩa cho là nghĩa. Do nhân duyên đây nên biết động như kia thối mất thiện pháp. Nếu có hữu tình không thuận theo kiến như vậy, nhưng kia được nghe tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn, liền sanh hãi sợ. Đã sanh hãi sợ rồi tác lời như vậy, đây chẳng phải lời Phật thuyết, chỉ là mà nói. Khởi hiểu đây rồi, đối với kinh điển đầy phỉ báng vì chê, do nhân duyên đầy gặt hái đại nghiệp chướng thù đại suy tổn. Nhân đây ta thuyết, nếu có người ở nơi tất cả tướng khởi kiến vô tướng, ở trong phi nghĩa tên nói là nghĩa, đó chính là phương tiện khởi nghiệp chướng rộng lớn, do kia khiến vô lượng chúng sanh đọa vào lầm lẫn, nên kia gặt hái đại nghiệp chướng. Thiện nam tử, nếu các hữu tình chưa trồng thiện căn, chưa thành tịnh chướng, chưa thành thục tương tục, không nhiều thắng giải, chưa tích tập tư lương phước đức trí tuệ, tánh chẳng phải chất trực, thuộc lại chẳng chất trực, tuy có năng lực tư trạch trong việc phế bỏ và an lập, mà thường an trụ trong kiến thủ của mình. Hữu tình kia nếu lắng nghe pháp như vậy rồi, chẳng thể như thật hiểu ngôn thuyết mật ý thẳm sâu của ta, nên chẳng sanh tin hiểu pháp đây. Ở trong pháp đây khởi tưởng phi pháp, ở trong nghĩa đây khởi tưởng phi nghĩa, ở trong pháp đây chất là phi pháp, ở trong nghĩa đây chắc là phi nghĩa, sướng lời như vậy. Đây chẳng phải lời Phật mà là lời ma. Tác hiểu đây rồi đối với hết kinh điển đầy phỉ báng hủy chê, bác bỏ cho là hư ngụy, dùng vô lượng môn hủy diệt, bẻ gãy kinh điển như vậy. Đối với người tin hiểu kinh điển đầy khởi tưởng oan gia, kẻ kia trước bị các nghiệp chướng làm chướng ngại, do nhân duyên đây lại tiếp tục bị chướng ngại của nghiệp chướng như vậy. Nghiệp chướng như vậy ban đầu dễ thi thiết, cho đến trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp không ngày ra khỏi. Thiện nam tử, như vậy ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, ở trong sở thuyết giáo pháp thiện ý lạc tối cực thành tịnh mà ta đã chế lập, có các loại hữu tình với trùng trùng ý hiểu sai biệt khả đắc. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa đây mà thuyết kệ rằng, tất cả các pháp đều vô tánh, vô sanh vô diệt bản lai tịch, các pháp tự tánh hằng niết bàn, ai có trí nói không mật ý, tướng sanh thắng nghĩa vô tự tánh, như thế ta đều đã hiển thị. Nếu chẳng biết mật ý Phật đây, hoại mất chánh đạo chẳng thể đến. Người thanh tịnh nương các tịnh đạo, chỉ nương một đây không thứ hai, nên ở trong ấy lập nhất thừa, phi hữu tình tánh không sai biệt. Trong chúng sanh giới sanh vô lượng, chỉ trải một thân đến tịch diệt, đại đi dũng mãnh chứng niết bàn, chúng sanh chẳng xả rất khó đắc. Vô lượng giới vì diệu khó nghĩ, ở trong giải thoát không giải khác, thành tất cả nghĩa đều khổ hoặc, hai chủng dị thuyết ấy thường là. Bấy giờ Thắng Nghĩa Danh Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn chư Phật Như Lai mật ý lời rằng, thật là hy hữu, cho đến vì diệu tối cực vì diệu, thẳm sâu tối cực thẳm sâu, khó thông đạt, rất khó thông đạt. Như vậy tôi này lãnh thọ thông hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau, nếu ở trong phân biệt tướng biến kế sở chất sở hành, tướng hành sở y mà giả danh an lập lấy là sắc uẩn, hoặc tướng tự tánh hoặc tướng sai biệt, giả danh an lập cho là sắc uẩn sanh, cho là sắc uẩn diệt cũng là sắc uẩn vĩnh viễn đoạn biến tri, hoặc tướng tự tánh hoặc tướng sai khác, đây gọi là tướng biến kế sở chấp. Thế Tôn nương đây thì thiết tướng các pháp tánh vô tự tánh, nếu thức phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y đây gọi là tướng y tha khởi. Thế Tôn nương đây thì thiết sanh các pháp tánh vô tự tánh cùng một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Như vậy tôi này lãnh thọ thông hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau, nếu liền ở trong phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y do tướng biến kế sở chấp chẳng thành thật tức tự tánh, đây pháp tánh vô tự tánh, sở duyên vô ngã chẳng như thành tịnh, đây gọi là tướng viên thành thật. Thế Tôn nương đây thì thiết một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Như ở nơi sắc uẩn như vậy nên rộng thuyết ở nơi mỗi uẩn còn lại, như ở nơi các uẩn như vậy thì ở nơi 12 xứ trong mỗi một xứ đều nên rộng thuyết cũng vậy, ở nơi 12 hữu tri trong mỗi một hữu tri đều nên rộng thuyết cũng vậy,
ở nơi bốn chủng thực, trong mỗi một chủng thực đều nên rộng thuyết cũng vậy. Ở nơi sáu xứ 18 giới, trong mỗi một giới đều nên rộng thuyết cũng vậy. Như vậy tôi này lãnh thọ thông hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau: nếu ở trong phân biệt tướng biến kế, sở chấp sở hành, tướng hành sở y, giả danh an lập cho là khổ đế, biết khắp khổ đế hoặc tướng tự tánh hoặc tướng sai biệt, đây gọi là tướng biến kế sở chấp. Thế Tôn nương đây thì thiết tướng các pháp tánh vô tự tánh, nếu tức phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y, đây gọi là tướng y thạc khởi. Thế Tôn nương đây thì thiết sanh các pháp tánh vô tự tánh và một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Như vậy tôi này lãnh thọ thông hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau: nếu tức ở trong phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y, do tướng biến kế sở chấp không thành thật, tức tự tánh đầy pháp tánh vô tự tánh, sở duyên vô ngã chẳng như thành tịnh, đây gọi là tướng viên thành thật. Thế Tôn nương đây thì tiếp một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh, như ở nơi khổ đế thì ở nơi các đế khác đều nên rộng thuyết cũng vậy. Như nơi thánh đế thì ở trong các niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn được giác tri, đạo tri, mỗi mỗi đều nên rộng thuyết cũng vậy. Như vậy tôi này lãnh thọ thông hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau: nếu ở trong phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y, giả danh an lập cho là chánh định, cũng là chánh định năng trị sở trị, nếu tu chánh định chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ kiên cố không quên mất, càng thêm tu tập khiến tăng trưởng rộng lớn hoặc tướng tự tánh hoặc tướng sai biệt, đây gọi là tướng biến kế sở chấp. Thế Tôn nương đây thì thiết tướng các pháp tánh vô tự tánh, nếu tức phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y, đây gọi là tướng y tha khởi. Thế Tôn nương đây thì thiết sanh các pháp tánh vô tự tánh và một phần thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Như vậy tôi này lãnh thọ thường hiểu nghĩa Thế Tôn sở thuyết như sau: nếu tức ở trong phân biệt tướng biến kế sở chấp sở hành, tướng hành sở y, do tướng biến kế sở chấp không thành thật, tức tự tánh đầy pháp vô tự tánh, sở duyên vô ngã, chân như thành tịnh, đây gọi là tướng viên thành thật. Thế Tôn nương đây thì tiếp một phần thắng nghĩa các pháp tánh vô tự tánh. Bạch Thế Tôn, thế như thuốc tỳ thất phược, tất cả thuốc bổ thuốc khác đều phải ra thuốc ấy vào. Như vậy thì Thế Tôn nương các pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, đây nói rộng cho đến liễu nghĩa là dạy tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh ở khắp tất cả kinh bất liễu nghĩa đều phải an đặc giáo đây. Bạch Thế Tôn, như tô màu của đất ở khắp tất cả quá trình tô màu đều tô đồng một vị, hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng, lại năng hiện pháp quá trình tô vẽ. Như vậy Thế Tôn nương các pháp đều vô tự tánh đây, rộng thưa cho đến liễu nghĩa lời dạy tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh ở khắp tất cả kinh bất liễu nghĩa đều đồng một vị, lại năng hiện pháp chỗ chưa rõ nghĩa trong kinh. Bạch Thế Tôn, thí như các thứ như thức ăn bánh ngọt vốn đã thơm ngon, lại lấy thục tô ra thêm vào khiến vị của nó càng thêm tình diệu. Như vậy Thế Tôn nương các pháp đều vô tự tánh đây, rộng thiết cho đến liễu nghĩa là dạy tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh, lấy đây an đạt trong khắp tất cả kinh bất liễu nghĩa, khiến càng phát sanh hoàn hỷ thù thắng. Bạch Thế Tôn, thí như hư không khắp tất cả nơi đều đồng một vị, không chướng ngại tất cả sự nghiệp tạo tác. Như vậy Thế Tôn nương các pháp đều vô tự tánh đây, rộng thiết cho đến liễu nghĩa là dạy tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh ở khắp tất cả kinh bất liễu nghĩa đều đồng một vị, không chướng ngại sự nghiệp tu tập của tất cả thanh văn độc giác cùng các bậc đại thừa. Bấy giờ Thế Tôn khen ngợi thắng nghĩa sanh Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ông này năng khéo hiểu nghĩa, lời dạy mật ý thẳm sâu của Như Lai thuyết, lại ở nơi nghĩa đây khéo thí dụ chỗ gọi là thuốc tỳ thất phược thế gian, dùng nhiều màu tô đất thục tô hư không, thắng nghĩa sanh như thế lại không có điều khác, như thế ông nên thọ trì. Thắng nghĩa sanh Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ở thời gian đầu chỗ tiên nhân bị đọa trong rừng Nai, chỉ vì người phát khởi hướng đến thanh văn thừa, dùng tướng tứ đế truyền chánh pháp luân, tuy là rất kỳ lạ, rất hy hữu, tất cả thế gian trời người trước không thể như pháp chuyển như vậy, nhưng ở thời đó chỗ chuyển pháp luân còn có điều vượt trên, còn có giới hạn là chưa liễu nghĩa, vẫn còn là chỗ chưa chỗ cho sự bàn luận tranh cãi. Ở thời thứ hai, sự kia Thế Tôn chỉ vì người phát khởi hướng đến tụ tập đại thừa, nương tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn, dùng tướng ẩn mật chuyển chánh pháp luân, tuy lại rất kỳ lạ, rất hy hữu, nhưng ở thời đó chỗ chuyển pháp luân còn có điều vượt trên, còn có giới hạn, vẫn còn chưa liễu nghĩa, vẫn còn
là chỗ cho sự bàn luận tranh cãi. Nay ở thời thứ ba, Thế Tôn các vị người phát khởi hướng đến tất cả thừa, đừng tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh, dùng tướng hiển rõ chuyển pháp luân, thật là đệ nhất sâu xa, hy hữu tột cùng. Thời này chỗ chuyển pháp luân của Thế Tôn không gì vượt trên, không có giới hạn, là chân liễu nghĩa, chẳng phải chỗ cho sự bàn luận tranh cãi. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nương ngôn giáo liễu nghĩa thật thẳm sâu của chư Như Lai đây, tất cả pháp đều vô tự tánh, vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tánh niết bàn, tánh vô tự tánh, nghe rồi tin hiểu, biên chép hộ trì, cúng dường lưu bố, thọ tụng ôn tập, như lý tương duy, phát khởi ra hạnh tu tướng đây, sanh bao nhiêu phước. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thắng Nghĩa Sanh Bồ Tát rằng: Thắng Nghĩa Sanh, thiện nam tử, thiện nữ nhân đây, chỗ sanh phước nhiều vô lượng vô số, khó thể dụ biết. Đàn này vì ông lược thuyết ít phần, thế như đất đầy móng tay, sánh với đất đại địa, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, toán số dụ, ô bani sát đàm phần cũng chẳng kịp một. Hoặc như nước vết trân châu sánh với nước trong đại hải, trăm phần chẳng kịp một, nói rộng cho đến ô bani sát đàm phần cũng chẳng kịp một. Như vậy chỗ thu được công đức do nghe rồi tin hiểu, nói rộng cho đến phát khởi ra hạnh tu tướng đây, ở nơi các kinh bất liễu nghĩa, sánh với công đức của sự tu tập do nghe rồi tin hiểu, nói rộng cho đến phát khởi ra hạnh tu tướng đây, ở nơi sở thuyết kinh giáo liễu nghĩa, trăm phần chẳng kịp một, nói rộng cho đến ô bà ni sát đàm phần cũng chẳng kịp một. Nghe lời ấy rồi, Thắng Nghĩa Sanh Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở trong pháp môn giải thâm mật đây, giáo đây nên gọi là gì? Tôi nên phụng trì thế nào? Phật bảo Thắng Nghĩa Sanh Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, đây gọi là giáo liễu nghĩa thắng nghĩa. Ở nơi giáo liễu nghĩa thắng nghĩa đây, ông phải phụng trì. Khi thuyết giáo liễu nghĩa thắng nghĩa đây, trong đại hội có 600.000 chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, 300.000 thanh văn xa trần địa cấu, ở trong các pháp đắc pháp nhãn tịnh, 150.000 thanh văn vĩnh viễn tận các lậu tầm đắc giải thoát, 75.000 bồ tát đắc vô sanh pháp nhẫn.